Kính thưa quý vị, bầy ong được nuôi trong phi trường để giúp đo lường mức độ ô nhiễm tại Hamburg, tin từ Hamburg. Một miếng đất của những bụi cây ở cuối đường băng phi trường tại Hamburg đã trở thành nhà của hàng chục con ong vốn được dùng để đo lường mức độ ô nhiễm bởi hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus. Tiếng gầm của những chiếc máy bay cất cánh để thử nghiệm xuất hiện cho thấy không gián đoạn những hoạt động của bầy ong tại đây. Các tổ ong được chăm sóc bởi người nuôi ong Eberhard Stralitz trong một dự án gọi là Biomonitoring, nhìn thấy mật ong thu hoạch được thử nghiệm bởi một phòng thí nghiệm địa phương cho mức độ của hóa chất. Airbus cho biết kết quả kiểm tra cho thấy mức độ ô nhiễm trong khu vực của phi trường không cao hơn so với các cơ sở bên ngoài. Chủ tịch môi trường tại Airbus Hamburg giải thích ông rất hãnh diện với dự án 5 tuổi đã được hoàn toàn ủng hộ bởi các viên chức thẩm quyền của phi trường. Những tổ ong được đặt tại hai địa điểm riêng biệt chung quanh phi trường và sản xuất 160 kg hay 600 lọ mật ong mỗi năm và không bán ra cho thương mại mà được tặng như món quà cho khách hàng và nhân viên của hãng. Dự án trên cũng được khen ngợi là một câu chuyện thành công trong bối cảnh lo ngại gia tăng toàn cầu về sĩ số ngày càng giảm mạnh của loài ong.